Còn đây là một cửa hàng bán toàn đồ vest của nam. Đây các bạn có thể thấy không chỉ đồ vest không mà còn có bán một số đồ khác nữa, một số áo bên trong nữa này. Đó, không chỉ bán đồ vest không mà. Ở khu mua sắm này thì có đầy đủ tất cả các cửa hàng. Thì ở khu mua sắm này cũng gần, khá là gần chỗ mình. Thì chỗ mình cũng hay đi ra đây.